Khó chiều chuộng quá hả? Khó hầu hạ hả? Khó chiều chuộng, khó hầu hạ, với lại là làm gì cũng phải theo ý nó hả? À. Mày ơi, nó ồ, mắt đỏ tính hung hơn hả? Ồ, đây cũng mắt đỏ luôn nè các bạn. Sống cộng đồng được luôn. Ồ, vậy là quá ok rồi. Rất là dễ thương hả các bạn ha. Nó trưởng thành lên là nó sẽ rụng dần lông ở đây để phát ra mùi để thu hút con cái. À, hay ghê các bạn. Rồi nó nằm nó chồng lên nhau, dạ, nó sống cộng đồng được ha. Nó sẽ hay bươi mấy cái bụng cưa ra xong rồi nó chui vô. Xà láng dễ sợ, cái này là cái á. Mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Bắn thêm cái nè. Ôi ôi. Đây bên. Ok. Nam đó là Nam. Rồi em cảm ơn. Dạ. Dạ. Ok vô chưa? Vô rồi. Hello các bạn, vẫn đang tiếp tục mình đang tiếp tục ở Best Coffee Garden số 91A Bình Long, quận Bình Tân ha. Chưa có về được bởi vì ở đây có quá nhiều điều thú vị luôn. Thì đây. Để tới chơi bạn này. Này trước đi. Mèo này là mèo mèo Anh đó em. Mèo Anh đội nón rồi đã không? Bận đồ. Hoàng thượng, quay mặt cho coi cái hoàng thượng. Nhiều bạn thắc mắc là tại sao mấy người nuôi bé hay kêu con mèo của mình là hoàng thượng em? Em có thể giải thích không em? Khó chiều chuộng quá hả? Khó hầu hạ hả? Khó chiều chuộng, khó hầu hạ, với lại là làm gì cũng phải theo ý nó hết. À. Với lại là rất là chảnh, nó không giống như cháu hả? Thấy mình làm mực là quất đuôi, cái này là phải đi theo hầu hạ đó. À. Mình giống như con sen vậy đó. Mấy người nuôi mèo á hay nói mình là con sen, còn mấy mèo là hoàng thượng. Đây. Hoàng thượng ơi, cứ nằm đây nè, thần dân này muốn đụng chạm gì cứ đụng chạm đi. Chơi vậy đó, muốn đụng chạm gì đó. Bạn thấy không, hoàng thượng thần dân mua xung quanh nè. Bé nó thích đội nón vậy đó. À. Rồi. Thấy ghét. Cởi nón. Ok, cảm ơn em nha. Để các bạn, bên đây là mèo, bên đây là bọ. Đây là chuột các em hay bọ? Dạ, nó là bọ. Bọ. Nó là chuột lang, nó là dòng họ của chuột đó. À, dòng họ của chuột. Dạ đúng. Mà bọ, này bọ của xuất xứ từ đâu ta? Từ Mỹ anh ạ. À. Mỹ hả? Nó cũng nhiều màu đa dạng vậy luôn hả ta? Ồ. Từ Mỹ nó khác với Việt Nam. À. À, bọ Việt Nam thì cái mỏ nó sẽ dài hơn, nó sẽ ít khối màu hơn. À. Bọ Mỹ thì nó nhiều khối màu, nhiều. Mỏ nó sẽ ngắn hơn. Bọ ngắn hơn. Đúng. Anh thấy có bạn mắt đỏ nữa kìa. Dạ đúng rồi. Mắt đỏ này là thường thường là bạch tạng nó mới mắt đỏ, còn này nó không cần bạch tạng của mắt đỏ nữa nè. Nó không cần mắt đỏ. Mấy con này mà nó đưa cái ngón tay ra là nó cắn mình nữa. Nó cạp luôn hả? Đây bạn này mắt đỏ nè. Đúng rồi, đến mãi con đưa cái ngón tay cho con này nó cắn. Ồ, mắt đỏ tính hung hơn hả? Ồ. Đây cũng mắt đỏ luôn nè các bạn. Con này nó là con này, này là cha nó. À. Mẹ của nó đây, nó không giống mẹ nữa. À. Chú lúc nãy đưa ngón tay cho con này. Ủa mà sao bóp nó cắn còn sao nó cắn mạnh lắm chứ không có nhẹ đâu. Nó cắn mạnh lắm hả? Có một bí mật này chú chỉ nói cho mình con biết là chú rất là sợ chuột luôn á. Nhưng mà mấy bạn này dễ thương quá, mình không có sợ à. Đây là thỏ nè. À đây có bạn thỏ đen. Có vô cái này là cho chị lấy cái phải chỗ đàn bị đợi em xíu ảnh được đâu. Ok. Em bé tìm bên này. Bạn thỏ hiện hơn mấy. À có mấy dạng lông em, anh G trên đây thì anh thấy cái lông nó cũng hơi khác nhau á. Nó là hai lớp lông. Lông hai lớp nó lông sẽ sơn hơn. À. Thì cái con nhỏ thì nó sẽ chưa có mọc hết thì nó sẽ mịn hơn là mấy cái con mình lớn. À lớn rồi lông nó sẽ sơn hơn. À. Cái thức ăn của mấy bạn này là gì em? Nó ăn rau củ. Rau củ quả thôi. Trái cây cà rốt rồi này nọ đúng không? Dễ nuôi ha. À, có nhu cầu gì đặc biệt để chăm sóc mấy bạn này không? Phơi nắng à. Phơi nắng rất là cần nắng đúng không? Rồi cái chuồng nuôi của nó có gì lưu ý không em? Hay chỉ cần chống chải vậy thôi? Chỉ cần chống cho nó thôi là được. À. Có sức khỏe, có bệnh tật hay có gì không em? Dạ không, em chưa thấy con này bệnh luôn. Ồ, vậy là rất là khỏe, rất là dễ chăm luôn. Dạ, đúng rồi. Và nó quấn chủ không ta? Mình nuôi, mình có thể làm trò huấn luyện thôi. Em nghĩ là có, mình nuôi một con, mình có thời gian mình chơi đó thì nó cũng... Khôn, rất là khôn đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Ví dụ như mấy bé này cái kinh phí đi đón về nó cao không ta? Cũng rẻ à. Rẻ à? Dạ. Thế em có thể giới thiệu một số dòng cơ bản ở đây, cái giá trị ướm chừng để cho mọi người có thể dễ hình dung không? Ướm chừng? Ừ. Nghĩ là con này, màu này nó sẽ hiếm nhất. Màu này hiếm nhất? Hiếm nhất. À. Thì khoảng bao nhiêu tiền ta?
Ôi, hơn triệu thôi. Coi như hiếm nhất mà đã là hơn triệu thì mấy bạn còn lại chắc vài trăm thôi. Dạ, em nghĩ là vậy. Có thể sinh sản ở Việt Nam mình không? Có chứ anh. Dạ. Có tự phối với nhau anh. À. Để chung được cái thì nó sẽ tự phối, nó tự đẻ luôn. Ồ, à, quên nữa, sống cộng đồng được không? Hay là nó từng cặp thôi? Sống cộng đồng được anh. Sống cộng đồng được luôn? Dạ. Ồ, vậy là quá ok rồi. Tuyệt vời. Dễ chơi, dễ chăm. Quá dễ thương luôn. Cắn mình mình ghẹo nó cắn mình hả? Thì mình nhẹ nhàng cái nó thôi. Ok, thank you em. Ê, bọn bên sóc bay nữa em giới thiệu giùm anh luôn nha. Giờ em phải dọn này vô hả? Ok em. Ok ok, thank you em nhiều. Có rất là nhiều thứ có thể tham quan chơi ở đây các bạn. Rồi ok, mình dừng chút xíu để mình đợi bạn dọn dẹp thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi thăm mấy bạn sóc bay ha. Bên này có hai cái chuồng sóc bay mới làm. Đây các bạn nhỏ đang chơi sóc bay. Cái đậu lên tay đau không con? Dạ. Nó bám lên tay con đau không? Dạ không ạ. Dễ thương không? Cái móng nó nhỏ, có lúc rồi nó vào mình đau. Đau không? Con có sợ không? Rồi nó cũng không có bám lắm các bạn. Nghĩa là khi nó cảm giác an toàn, cái bóng nó không có bật chế độ bám vô. Chừng nào mà nó cảm giác nó sắp té, nó mới bấu mạnh vô để nó giữ lại ha. Rất là nhàn. Cái bay này là nó chỉ nhảy được thôi chứ nó chưa có bay được. Nó nhảy rồi nó dang cái cánh ra đúng không? Con này bay không? Con này đâu có cánh đâu. Con này không? Nó là giống như cái mền vậy đó. Nó như cái mền vậy đó. À đúng không nha, nó như cái mền vậy đó. Con dơ vậy ha. Đúng rồi, giống dơ vậy đó. Cái màu lông này là màu gì ta? Trắng anh, mà trắng. Này nó ở dơ nên là lông nó ố vậy. anh dở lông ở dưới đây nè. Có một lông ở dưới đây nó phải còn màu trắng nè. À. Mà do nó dơ nên là nó ố lại. À. Rất là dễ thương hả bạn ha. Siêu của tiệm. Bé này của em hả? Dạ, bé này của quán hả? À, của quán hả? Ồ. Mắt đẹp. Ghê quá. Đẹp. Mắt đen y hệt như hai cái nút. À, như hai gọi là gì, hột nhãn à. Ta hay so sánh là mắt đen giống như hai hột nhãn. Hai cái lửa tay chút mấy nữa. Cái gì thế là đây là cái tiếng mùi á. Cái tiếng mùi này khi mà nó bắt đầu nó trưởng thành lên là nó sẽ rụng dần lông ở đây để phát ra mùi để thu hút con cái. À, hay ghê các bạn. Đúng là mỗi loài động vật nó sẽ có một cái khả năng thu hút cũng như là có những cái gọi là cấu tạo tập tính gì đó để mà nó thu hút con cái, rất là hay luôn. Thì mình nếu mà mình không biết á, mình mới vô mình nhịn là mình tưởng bé nó bị dạ, rẻ. Oh, hello, hello em. Nó như là nó mình tưởng là nó bị vấn đề về ngoại thương gì đó, nhưng mà thật ra đây là theo như bạn này giải thích, đây là một cái nơi phát ra tiếng mùi. Dạ, đúng rồi, để thu hút con cái các bạn, thu hút bạn tình. Nó đang trưởng thành là bắt đầu nó sẽ rụng dần á. À. Xong rồi nó vậy luôn hoài luôn hả? Dạ nó vậy hoài luôn. Ừ. Ở trong kia cũng có một con đực á, nó đang bắt đầu nó rụng dần, anh thấy là nó có một cái lõm nhỏ nhỏ. Ồ. Nó bắt đầu nó lan ra. Quá hay rồi. Em ở nhà có nuôi mấy bạn này không? Dạ không. Vô quán này bắt đầu thấy chơi với bạn. Ồ. Giống này nó thông minh. Nhưng mà anh nuôi đủ lâu và anh tương tác có đủ nhiều là nó có thể nhớ tên nó nè. Ồ. Giống như chó mèo vậy. Bên đây. Các bạn thấy là em tên gì? Dạ, em tên Hoàng. Bạn Hoàng, bạn Hoàng là ở nhà không có nuôi nhưng mà rất là yêu động vật, cho nên thì làm như thế nào? Có nghĩa là tới đây chơi hoài luôn, tại vì đến đây mình sẽ gặp được rất là nhiều các dòng pet khác nhau, thì từ đó nó thắp lên cái sự tò mò muốn tìm hiểu. Anh là em thấy em rành vậy, anh cứ tưởng là em có nuôi ở nhà, em tìm hiểu nhiều chứ thật ra là mê và tìm hiểu thôi hả? Dạ. Ồ, quá hay các bạn, kích thích cái trí tò mò của mình. Hello, nhảy qua cái coi, rất là thân thiện luôn ha, cực kỳ thân thiện, dễ thương quá. Nếu như mà nhà bạn nào mà muốn nuôi pet mà không gian hẹp á anh, thì mình nuôi dòng sóc bay á, nó sẽ không có bị bệnh vặt. Ừ. Với lại tuổi thọ nó cao, là sống được tới 15 năm. Wow. Cái này tuổi thọ nó sống được tới 15 năm. 15 năm. Đồ ăn cũng dễ nữa, trái cây, côn trùng, sâu, dế, nhện, cái gì cũng được. Ôi ôi. Quá dễ ăn, dễ nuôi. Nó rất là thân thiện. À, mình á là chuẩn bị phóng á, chuẩn bị nhảy á. Nó nhảy á. Mình á bạn là mình không có thích cái loài gặm nhấm, bởi vì cái loài gặm nhấm á nó thứ nhất nó nhảy lên người đứt rồi.
cái loài gặm nhấm á thì nó hay cạp 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 và nó hay bấu bấu bấu, hơi khó chịu xíu, nhưng mà sóc bay thì không có chuyện đó xảy ra ha, không cạp đúng không, nó không cạp 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 giống như mấy con sóc. Dạ đúng rồi. À, và nó cũng không có bấu chặt mình làm cho mình khó chịu. Đây một bạn gái, một bạn nhỏ cũng chơi rất là tự nhiên thoải mái luôn. Chú là chú thấy con lần nào chú quay clip này chú cũng thấy con á, chú hay con hay lên đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, lên đây hoài luôn á. Dạ, ok, rồi thank you em. Để anh đi tiếp. Ở đây này. Thôi con này chú né luôn. Đâu rồi? Mình lo mình nói chuyện, mình bỏ quên các bạn hướng dẫn viên du lịch luôn rồi. Mất kêu rồi. Rồi để qua đây có mấy bạn chuột hamster. Em giới thiệu anh mấy chuột hamster với ai. Ok em. Quán rất là đông. Quán rất là đông cho nên là mình nhờ mấy bạn ở đây giới thiệu mình. Mấy bạn đang mắc chạy việc, chờ xíu. Con gành hamster giới thiệu chú với. Ok, chơi luôn. Con hamster này là có quyền đầy. Nó thường đi ra ngoài, nó chơi với lại mọi người. Chứ lại nó cũng không có cắn cho đâu lắm. Nó rất là hiền hòa. Với lại nó cũng dễ thương luôn nha. Ok, con cứ tự nhiên lên. Con biết con yêu thích con rành gì, con cứ giới thiệu. Với lại có nhiều bộ lông khác nhau. À, có bao nhiêu màu tổng cộng con có biết không? Chắc là 5 cộng. 5 cặp hả? Chú thấy có màu giống như màu đen trắng. Màu màu sữa. Màu sữa. Màu kem. Ok em, này là dòng hamster gì ta? Đó là hamster bia á. Hamster bia hả? À, bia là con gấu á hả? À đúng rồi. À như con gấu đúng không? Bản chất của con này thì nó dữ hơn cái loại robo hay là những loại khác. À. Trắng hả? Này tính lãnh thổ nó cao. Đúng rồi, tính nó hơi. Học tay vô chuồng đó là nó giống như nó đuổi mình đi đúng không? À. Nó không muốn mình xâm phạm vô cái chuồng đó. Nhưng mà ở đây á tụi em cho nó tiếp khách á thì từ từ nó quen, nó cũng hiền. À. Nó không có cắn nữa. Anh thấy cái dòng này đặc biệt cái là đuôi con nào cũng ngắn hết ta. Dạ đúng rồi. Nó đuôi nó ngắn hả? Đuôi ngắn như vậy. Đuôi nó ngắn ơi là ngắn. Nó nằm nó chồng lên nhau. Dạ, nó sống cộng đồng được ha. Nó sẽ hay bươi mấy cái mùng cưa ra xong rồi nó chui vô, nó thích nằm chung lại với nhau vậy. Ngủ cái tướng xả láng ghê không? Đó coi ngủ. Xả láng dễ sợ, cái này là cái á. Dạ cái. Cái dòng này nó có cái điểm gì thu hút ta? Trước mắt là mình thấy cái màu lông với cái hành vi của nó là dễ thương á. Dạ, dễ thương. Dễ thương á. Nó bao nhiêu màu lông tổng cộng? Em nghĩ là hơn 5 màu. Hơn 5 màu. Đó, hơn 5 màu mà. À, giỏi. Con gái giỏi quá. Con gái có yêu động vật đúng không? Quá yêu động vật luôn. Tuyệt vời. Và nó hay rỉa lông em ha. Anh thấy dạ, nó hay rồi. Nằm nó rỉa. Ví dụ mình nuôi chung vậy nó sinh sản không ta? Dạ sinh sản anh. Sinh sản dạ, nhiều luôn. Lắm. Đẻ nhiều lắm luôn. Một lần thì đẻ cho khoảng hơn 5 con á. À. Tối đa thì khoảng là 8-9 con. 8-9 con. Dạ. Thấy nhỏ mà cái viên đạn nó bự quá kìa. Viên đạn chà bá luôn. Đúng rồi. Đi chắc nặng đít dữ lắm. Thức ăn nó là bao gồm gì em? Nó có thể ăn tôm, ăn sâu rang hoặc là ăn những cái bột dinh dưỡng của nó. Thấy có bột dinh dưỡng, có bắp. Dạ, có bắp. Đó là gọi là ngũ cốc. À, ngũ cốc á. Vậy nó ăn cà rốt được không anh? Không, chưa cho nó ăn. Chắc cũng ok, tụi này nó cũng ăn tạp mà. Dạ, nhưng mà cái nào nó tốt cho hệ tiêu hóa nó thôi. Dạ. Mình tạo mấy cái này để cho nó bò lên. Dạ, nó leo trèo, nó sẽ vận động hơn. Nhìn có vẻ giống mấy cái chỗ chơi của gấu trúc rồi. Dạ đúng rồi. Mình làm cho nó bò lên. Nó gọi là nó năng động không ta? Nó hay giỡn hết chơi được. Dạ có chứ, nó nhiều. Ví dụ như anh để bánh xe vô là nó sẽ chạy cả ngày. Tụi nó sẽ tranh nhau cái bánh xe để chạy luôn. Tôi định nói đó. Sao mình cũng bỏ bánh xe vô cho giống như làm xiếc đúng không? Nó dạ, cứ chạy, nó cứ quay liên tục. Nó làm hoạt động để tiêu hao năng lượng nó. Không là nó cứ buồn chán là cứ ngủ vậy không. Nếu mà không có bánh xe nó sẽ ngủ. Thường chuột là nó hoạt động ban đêm. Ban đêm, dạ đúng rồi. Tụi này cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Ban đêm tụi nó sẽ ăn nhiều hơn ban ngày. Hoạt động mạnh vào ban đêm hả? Dạ, ban ngày thì nó vẫn thức. Nhưng mà có mạnh vào ban đêm. Dạ đúng rồi.
ban ngày tụi nó sẽ ngủ nhiều hơn, ban đêm nó sẽ dậy nó phá. Dễ thương quá, có mấy màu đẹp quá trời kìa. Thì như mình nói nhiều lần các bạn, đặc biệt là con nào mình cũng không sợ, mình ngộ cái là mình sợ con chuột. Thì cái sợ này nó xuất phát từ cái vấn đề tâm lý hồi nhỏ, do cái người giữ mình mà vú lúc đó. Mỗi lần gặp chuột là nhảy lên, sợ nhảy lên, xong rồi lúc đó anh còn nhỏ xíu á, ẩm anh trên người nè, xong rồi anh bị cái cảm giác sợ đó luôn. Mặc dù lần biết nó không có làm hại gì mình hết á, nhưng mà mình có cái sợ lây đó. Quá đẹp luôn. Ủa chuột bên này là làm gì em? Dạ nó là à, sơ bồ hả? Dạ, đúng. Cho sơ bồ để an toàn hơn. Ờ, con đó con mèo dạ. Đồng cỏ sơ bồ. Ok em, thôi vậy mình đi qua bên để coi còn gì nữa. Ừ, bên dê đi. Dạ.